mini này phù với gia đình này. Cái máy máy chậm độ này tổng 45 cân, 45 cân này, cái công suất là 400W này, với công 400W này, và lô tất cả máy ra công inox là lô inox này, với motor giảm tốc này, đảo hai chiều này, đảo hai chiều này, đảo hai chiều đấy, đây kế thêm cái tay cầm này, các bạn có thể xách đi di chuyển. Một với các quán sinh tố này, quán cà phê này. Ra một cái máy to này. Đó là ngăn này. Đó là hộp này, đấy tên lợi này. Đây cái bán buôn bán lẻ này. Còn lại còn có máy F3 này. F2 cây này, F2 F1 cây này, chúng ta mua 4 số 822 máy bảo hành 1 năm chưa giảm quá.